Xin chào tất cả các bác nha. Lời tiên thì chúc các bác sẽ có một thời gian và sẽ có những thông tin mới khi xem video của em. Như tất đề hôm nay sẽ làm một chiếc video để chia sẻ giao lưu bác về cái công việc tưới humic kích rễ cho những cây sầu riêng mới trồng này nha bác. Đây, đây là cây sầu riêng em đã trồng chắc cũng được hơn một tuần rồi bác. Hôm nay thì em sẽ tiến hành tưới humic kích rễ. Nói chung là video này thì cũng mang tính chất tham khảo thôi, bởi vì cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng là cách chăm sóc của từng nhà vườn đó. Cứ chia sẻ đến thôi các bác. Cái gì được thì chúng ta tiếp thu, còn cái nào chưa được thì chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm bác. Vào chủ đề chính luôn, về đặc điểm của cây sầu riêng thì em đã làm khá nhiều về cây sầu riêng lúc nhỏ bác, bởi vì cái cây sầu riêng lúc nhỏ nó cái bộ rễ nó yếu bác, bộ rễ nó yếu cho nên là chúng ta sẽ chia bộ phân, nói chung mới trồng ấy, mới trồng khoảng 2-3 tháng như đấy thì chúng ta sẽ chia bộ phân bác, một phần các dòng phân đạm cá hay là phân hóa học rồi đấy, nói chung phần hóa học thì có phải cây 5-6 tháng độ lên cơ. Còn đối với những cây đặc điểm, đặc biệt là đối với những cây mới trồng như này thì chúng ta chỉ sử dụng tưới các dòng kích rễ bác. Tưới kích rễ để giúp cho cái bộ rễ nó bén rễ cũng như là phát triển rễ nó tốt cái đã. Chứ chúng ta sẽ chưa sử dụng các dòng phân hóa học đâu, các dòng phân đâu bác, kể cả phân đạm cá nữa. Nói chung là chỉ tưới các dòng kích rễ thôi. Rồi, humic thì trên thị trường có rất là nhiều loại humic các bác. Các bác cứ dùng cái loại nào quen rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái loại đó thôi. Còn không thì chúng ta sẽ chọn cái loại nào nó uy tín, nó chất lượng một xíu các bác. Rồi, humic thì chắc chắn là chúng ta phải pha vào nước bác. Pha vào nước thì tưới nó sẽ đảm bảo hơn, chứ mà chúng ta để khô chúng ta bón thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ không cao bác. Cứ pha vào nước sau đó thì tiến hành tưới thôi. Rồi, tưới thì các bác cứ tưới một gốc khoảng mới trồng này thì khoảng 5-7 lít là được rồi bác. Đấy, 5-7 lít cứ tưới vào. Tưới cứ pha thì các bác cứ theo liều lượng mà pha nhé các bác. Đây, cứ pha theo liều lượng thôi, tránh trường hợp chúng ta pha nó nhiều quá. Nhiều quá thì nó cũng sẽ không tốt các bác. Cứ pha theo liều lượng là được rồi. Và cái thời điểm tưới thì lúc nhỏ mới trồng này thì chúng ta sẽ tưới định kỳ bác. Đây, khoảng 7 đến 10 ngày rồi đấy chúng ta sẽ tiến hành tưới một lần. Còn về phần tưới nước thì chắc chắn là phải tưới. Quan trọng là phần tưới nước bác, các bác tránh để cho đất nó khô bác. Mới trồng thì lúc nào trong cái nền gốc này lúc nào cũng phải có độ ẩm lắm bác, tránh trường hợp là chúng ta để nó khô ấy. Khô là rễ nó khô luôn ấy. Chúng ta cứ giữ ẩm liên tục, giữ ẩm thôi nhé bác, giữ ẩm thôi, tránh trường hợp chúng ta tưới nhiều ấy. Tưới nhiều thì cũng sao nó sẽ, tránh trường hợp chúng ta làm bồn xong tưới ngập nhé bác. Như vậy thì nó cũng thiếu oxy và nó cũng sẽ rễ nó cũng không phát triển các bác. Các bác cứ tưới 5-7 lít một gốc humic tưới định kỳ, 7-10 ngày chúng ta tưới một lần các bác. Còn tưới nước thì chúng ta sẽ giữ ẩm thường xuyên. Nếu mà không mưa thì cứ 2-3 ngày rồi đấy chúng ta giữ ẩm, làm sao cho cái nền đất lúc nào nó được ẩm ẩm bác. Lúc đấy thì bộ rễ nó mới phát triển được. Đây là những cây trồng được cũng không biết đã được một tuần nhá, nhưng mà cũng phát triển khá là tốt bác. Quan trọng là giữ ẩm cũng như là che mát cho nó bác. Em cây này em trồng dưới tán cây cho nên cũng không cần phải che mát. Tưới nước giữ ẩm là được. Bữa nay thì em sẽ tiến hành tưới humic được rồi. Còn trên này nếu mà cây đang đi cơ đọt thì chúng ta sẽ phun thuốc luôn các bác. Đây, phun thuốc sâu chưa phòng trừ côn trùng chích hút. Rồi, hôm nay em sẽ tiến hành phun thuốc sâu luôn các bác. Cái này em trồng dặm có mấy cây trồng dặm có mấy cây cho nên là em cầm cái bình cầm tay này cho nó tiện mà. Đấy, cứ cầm cái bình cầm tay này phun kiểm tra rầy xanh, nhện đỏ cũng như là các loại cồn bọ cánh cứng, nó sẽ cắn cái lá non của cây sầu riêng bác. Đặc biệt cồn lá non của cây sầu riêng thì côn trùng rất là thích cắn mà. Các bác cứ trồng cây sầu riêng mà cứ chăm như thế này thì kiểu gì nó cũng lớn đấy bác. Quan trọng nhất vẫn là nước, cái thứ hai là che mát, tránh trường hợp để nó khô nó nóng quá các bác. Ok, như vậy là video chia sẻ giao lưu bác về công việc tới humic kích rễ cho cây sầu riêng mới trồng này của em mà chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.